Dạ, Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog sáng nay nha. Hai cái chai đó người ta cúng rồi á, để bữa nay cũng lấy cái nước ở trong á, rồi chút hết em đi mua. Này à, rằm mua bông trái cây để lau chùi xong rồi chân bông. Tắt sớm vậy. Bữa nay vô này thổi nữa chửi á. Bữa nay chửi luôn chứ không có nhịn nữa đó. Cho bất cứ bảo vệ xuống đây. Thổi gì mộ cát không phải thổi nó sạch không nói nữa. Thổi lên tới đây cái đầu ở dừng.
Thank you.
ok. Sáng hôm nay rằm, một bông hoa, trái cây, lúc mà tiêm nhiên gọn ghẽ. Bữa nay rằm lớn, rằm tháng 10, mua ngũ quả. Lao qua hình thầy cái hôm qua quên đốt nhang 24 giờ, tự nhiên trèo xuống cái thấy nhang 24 giờ đốt lên luôn rồi chứ không biết ai đốt luôn, cậy đốt hay sao. Sao cái cạt này không ai lao nữa. Quay chị đâu hôm qua ở nhà không có cái đám tang nào luôn á chứ. À hôm qua không có chết. Hôm qua ngày tốt thì không thấy ai chết. Lao sạch sẽ rồi đó, gọn ghẽ rồi đó. Quỷ già lại gọi phá nữa đi. Đấy, anh ấy. Chị xong quay lên anh để dọn dẹp gì rồi rồi nữa. Nó mặn gì nắm đi, không cho nó quá. Bông hoa, trái cây. Đại ca với anh Nam coi. Còn nhan nhiều không vậy chị? Ừ. Chiều ghé mua nước suối, mua nhan.
một cây thôi, đưa một cây nữa. Sáng xuống tông mộ thắp hương. Mát mẻ sạch sẽ rồi đó. Gọn gàng. Dạ, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị rồi. Xin hẹn bà cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bà cô chú anh chị.